chào mừng các bạn đến với kênh tofu review lưu ý trước khi xem đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh tập trung vào tình tiết gây cấn thú vị của chuyện chúc mọi người xem video vui vẻ nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha này tên kia bạch thiên mặt đỏ bừng bừng bất thình lình hét lên sao thế nhưng thanh minh lại vô cùng thản nhiên bạch thiên sôi máu vừa chỉ trỏ vừa lắp ba lắp bắp nói không thành câu ơ ờ, ơ kìa cái tên tiểu tử kia tờ con che lại trước đi đã. Che gì? Ta nói con mặc y phục vào, mặc y phục vào đi, hửm, thanh minh cúi xuống nhìn cơ thể mình. Có y phục trong đây này, có vấn đề gì à? Ư ạc, à? bạch thiên gãi đầu sột sột. Chỉ có mỗi một mảnh vải quấn quanh người mà thanh minh lại để lộ ra cơ thể của mình một cách trần truồng. Đương nhiên là đống cơ bắp rắn chắc của hắn ta đủ để khiến người khác phải cảm thán đấy, nhưng chí ít cũng phải mặc quần vào thì mới đỡ xấu hổ hơn chứ. Lưu sư thúc của con cũng đang ở đây đấy, sao con lại? Bạch Thiên thì lo lắng rằng Lưu Lê Tuyết sẽ nhìn thấy những thứ không đẹp đẽ gì, trong khi đó nàng ta lại rất bình thản. Nàng không nói lời nào, lặng lẽ quan sát xung quanh rồi nhặt lên thứ gì đó như miếng vải, đến gần Thanh Minh rồi choàng lên người hắn ta, mặc vào, ồ, không hổ danh là Lưu Sư Thúc. Trông nhếch nhác lắm. Cảm ơn Sư Thúc. Cảm động chảy nước mắt luôn ấy. Thanh Minh lấy tấm vải đó quấn quanh người rồi nhún vai. Bây giờ ta có thể bắt được cái con tiểu xà tử khốn kiếp đấy rồi. Nên mọi người hãy mau tìm tử mộc thảo rồi chúng ta quay về thôi. Nghe Thanh Minh nói vậy, Nhuận Tông thở một hơi dài. Thanh Minh này, vấn đề bây giờ hình như không phải là con rắn đó đâu. Hửm, ừ, vì sao chứ? Ngay lúc đó, chuyện gì thế này? Mấy cái tên điên này, ớ, các cung đồ của dã thú cung lũ lượt ùa đến cái điện các bị sập cùng với tiếng gào thét lớn. Sau cùng, khuôn mặt của đám người đó đỏ phừng phừng lên. Vì ngươi là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn nên bọn ta đã thành tâm thành ý đối đãi với các ngươi như những vị khách quý. Vậy mà các ngươi lại gây ra chuyện như thế này sao? các ngươi muốn chết à? Các cung đồ của dã thú cung liên tục phản ứng một cách quá khích. Vì bọn họ bắt đầu lớn giọng quát tháo nên đám đông đã ồ ạt ùa đến. Ơ, ờ, đến bây giờ. Thanh Minh mới đưa mắt nhìn những điện các hoàn toàn bị nát vụn và khung cảnh xung quanh tựa như mới xảy ra một trận chiến khủng khiếp. Hắn ta cười gượng gạo. Hơ hơ, thiệt tình, ta có cố ý đâu. Chuyện ra nông nỗi này rồi, chỉ nói mỗi lời đó mà đòi giải quyết tất cả ư. Bạch Thiên thở dài rồi định bước ra phía trước. Tuy đây là việc do tên thanh minh hư đốn đó gây ra nhưng người chịu trách nhiệm chuyến đi lần này dù sao cũng là Bạch Thiên, hắn ta phải bước ra trước tạ tội. Trước tiên tại hạ rất xin lỗi. Nhưng ngay lúc đó, thanh minh đã nắm lấy vai của Bạch Thiên và kéo nhẹ ra sau. Sư thúc, để đó ta xử trí. A à, át a át, Ơ, à. ờ, rõ ràng thanh minh chỉ kéo nhẹ một cái thôi, vậy mà cơ thể của Bạch Thiên lại văng ra phía sau như đạn pháo. Bịch, 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 bịch. Bạch Thiên văng trên mặt đất như người ta ném thiên lia rồi đập cái rầm vào tường cơ thể hắn ta run lẩy bẩy ơ ờ, thanh minh nhìn vào bàn tay mình với một khuôn mặt khó hiểu thế rồi hắn ta gãi gãi sau gáy và cười gượng gạo a à, ta xin lỗi nhé vì ta vẫn chưa quen nên mới vậy hừ bạch thiên nhấc mình khỏi mặt đất mắt hắn ta hằn lên gân máu hằn học nhìn thanh minh được rồi hôm nay ta sẽ liều mạng với cái tên tiểu tử nhà ngươi hay làm vậy thì có mỗi sư thúc phải chết thôi nào ngoan ở yên đó đi ta sẽ giải quyết chuyện này ư a a a a a cái tên khốn kiếp sư thúc người hãy nhịn đi ạ à. hãy bình tâm đi ạ à. chẳng phải tên tiểu từ đó vốn đã như vậy rồi hay sao ạ à? ừ chư kiệt và nhuận tông giữ chặt lấy bạch thiên người đang phát điên lên thanh minh chỉ nhún vai một cái rồi bước lên phía trước hắn ta đẩy đám đông sang một bên đứng trước mặt các hộ pháp của giã thú cung các hộ pháp nhìn thanh minh bằng một con mắt lạnh lùng rồi quát lớn ngươi định giải quyết chuyện này thế nào đây hả chuyện gì cơ chẳng phải các ngươi đã đánh sập điện các này sao ây đùa hơi quá trớn rồi đấy, bọn ta sao có thể đánh sập nó được. Ơ kìa, vậy giờ các ngươi đang phủ nhận chuyện đã làm sập điện các đó à, Thanh Minh nghe vậy liền cười nhạt. Có ai nhìn thấy bọn ta làm không? Tuy đấy là một lời biện minh kiểu mẫu nhưng đương nhiên là không có chuyện chót lọt rồi. Ta đã nhìn thấy. Một cung đồ dã thú cung bước lên và hét lớn. Ta đã nhìn rõ mồn một, một, một cơn long quyển phong đen ngòm lao ra từ điện các kia, thế rồi tất cả mọi thứ đều bị hất tung hết lên, ta đã thấy tất cả cho nên ngươi đừng mơ đến chuyện đem câu đó ra để biện minh nữa. Ô hô, Thanh Minh nhìn gã cung đồ dã thú cung đó bằng con mắt ngạc nhiên. Long Quyền Phong á, đúng vậy, khuôn mặt của các hộ pháp cũng đơ cứng lại. Ngươi hãy giải thích đi, nếu không giải thích cho thỏa đáng thì dù có là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn đi nữa cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm đâu. Trừ phi Mai Hoa Kiếm Tôn đích thân đến đây. Đích thân bổn tôn đến từ lâu rồi, cái lũ này. Bổn tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn đây này. Thanh Minh thở dài rồi tiếp lời. Nói vậy tức là, nếu không giải thích được thì các ngươi sẽ bắt bọn ta đó à? nếu cần thì sẽ làm vậy. ơ, ờ, nhưng mà các ngươi không thấy có chút kỳ lạ sao? hửm, tên hộ pháp đứng phía trước nghiêng đầu sau khi nghe thanh minh hỏi vậy. kỳ lạ chỗ nào nhỉ? theo như lời tên kia nói thì một cơn hắc sắc long quyền phong khủng khiếp đã thổi bay điện các còn gì? đúng thế, các ngươi bảo ta đã tạo ra long quyền phong á? hửm, một con người có thể làm được vậy sao? đúng không? chuyện đó sao có thể chứ? nói đi. thanh minh lắc đầu ngoài ngoại tỏ vẻ không thể hiểu được tình huống này xuất hiện hắc sắc long quyền phong khiến cả một điện các tan tành thì chẳng phải so với việc nghĩ rằng ta đã tạo ra cơn hắc sắc long quyền phong đó các ngươi nên lo lắng cho những người ở bên trong đó mới đúng chứ chuyện đó tên hộ pháp đó ngập ngừng rồi im thiên thít nếu nghĩ lại thì đúng phải làm thế thật việc một người có thể tạo ra được long quyền phong quá vô lý người chứ có phải rồng đâu còn thêm một điều kỳ lạ nữa điều gì cơ cứ xem như ta đã tạo ra cơn long quyền phong đó đi thanh minh giả vờ liếc nhìn xung quanh nói vậy là giờ các ngươi vác cái xác không đến đây đòi bắt một kẻ đã tạo ra long quyền phong biến xung quanh thành đống đổ nát như này đó hả có bắt nổi không tên hộ pháp đó ngậm chặt mồm hắn ta nói không sai nếu cảnh tượng này là do một đệ tử nhỏ tuổi của hoa sơn gây ra thì kẻ đó ắt hẳn phải là một cao thủ vô cùng mạnh vượt qua cả thưởng thức không có lý nào lại có thể dễ dàng bắt nhốt được một kẻ như vậy cả nếu muốn làm vậy thì ít ra có chuyện gì đấy vừa lúc đó một giọng nói ầm ầm bao trùm lên tất cả cung chủ bái kiến cung chủ thấy cung chủ giã thú cung đang bước đến từ đằng xa các cung đồ đều nằm xuống hành lễ tại chỗ các môn đồ hoa sơn cũng cúi đầu thật thấp hướng về phía ông ta tên hộ pháp đang hồi hộp ban nãy tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy cung chủ giã thú cung hắn ta hét lên thưa cung chủ đám người này yên lặng nào cung chủ giã thú cung nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn lời nói sắp thốt ra từ miệng hắn ta ông ta trợn to mắt rảo bước đi đến chỗ thanh minh dầm 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 mặt đất rung chuyển bởi những bước chân cương quyết của ông ta. Mỗi khi ông ta chạm chân xuống mặt đất là bọn họ lại cảm thấy như ở đằng sau ông ta có một con hổ khổng lồ đang đi theo vậy. Ẩm. Cung chủ giã thú cung trong chớp mắt đã đến trước mặt Thanh Minh, ông ta hằn học nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt méo xệch. "Ngươi?" Hở, khuôn mặt của cung chủ giã thú cung có chút nóng bừng lên. Một giọng nói nghe như tiếng rên rỉ được thốt ra từ khuôn mặt ấy. "Đại công cáo thành rồi sao?" "Ây, cỡ này thì chỉ mới là tiểu công cáo thành thôi, bởi vì nội công của ta mới chỉ tăng lên được chút ít." Tiểu công cáo thành, ngươi bảo là tiểu công cáo thành á. Vâng, chỉ được ở mức đó thôi. Khuôn mặt của cung chủ giã thú cung càng méo sệt. Ông ta cười lớn sảng khoái rồi đập tay rầm rầm xuống vai của thanh minh như không thể nào nhịn nổi nữa. Ha 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 ha, tiểu công, vậy à, thì ra là tiểu công. Đúng rồi, là đấng nam nhi thì phải nghĩ như vậy chứ. Ha 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 ha. Bốp, 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 bốp. Mỗi lần bàn tay của cung chủ giã thú cung đập xuống vai thanh minh thì một âm thanh lớn lại vang lên. Cứ đập mãi vậy thì chết con người ta mất. Ông ta tức giận nên đang đánh cho bõ tức đấy à? Cứ mỗi lần ông ta đập xuống thì cơ thể thanh minh lại lún sâu xuống đất thêm một tấc. Mãi đến lúc cung chủ giã thú cung ngừng cười thì cơ thể thanh minh đã lún đến tận đầu gối rồi. Hình như ông ta thấy cả cảnh tượng đó cũng thú vị nữa thì phải. Ông ta lại cười khúc khích rồi nắm lấy thanh minh kéo vút lên. Được rồi, kỷ niệm ngươi đạt được tiểu công cáo thành, chúng ta phải làm một ly đi chứ. Các hộ pháp mặt cắt không còn giọt máu. Cung chủ, bọn chúng là những kẻ tội đồ đã làm sập điện các của dã thú cung đấy hả? À? Phải xử phạt bọn chúng ạ. À? Gì cơ? Cung chủ dã thú cung đột nhiên hét toáng lên. Có làm sập mấy tòa nhà không thôi mà đòi xử phạt khách quý sao? Dã thú cung từ bao giờ đã trở thành cái động của một lũ lòng dạ hẹp hòi thế? Đúng là thảm hại mà. Các cung đồ vội vàng cúi đầu xuống trước tiếng quát ầm ầm kia. Lúc đó, Thanh Minh lén cung chủ dã thú cung lẻ lưỡi ra trêu đám người kia. Trên trán của các cung đồ hằn lên vệt gân máu xanh thẫm. A, à, thật là muốn dùng hết sức bình sinh nện cho nó một trận quá. Cái tên khốn đó mà cũng được gọi là khách quý sao? Chỉ cần đấm được vào cái mồm đó thôi thì ta không còn mong ước thêm điều gì nữa. Mang danh là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn mà sao tính tình lại khác xa với những gì được truyền kể lại về con người của Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại thế cơ chứ? Đương nhiên tính cách của Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ và tính cách của Thanh Minh bây giờ giống nhau một cách hoàn hảo. Thế nhưng, bọn họ chỉ được nghe kể lại một lịch sử đã được thần tượng hóa thì làm sao mà biết được khách quý đã đạt được tiểu công cáo thành ở giã thú cung mà không biết chúc mừng. Ở đấy mà lại đòi trừng phạt á, cái phường tiểu nhân bụng dạ hẹp hỏi. Các ngươi nói ra câu đấy mà còn có thể tự xưng mình là bậc nam nhi đại trưởng phu của giã thú cung ta được sao, cái lũ. Ây, xin ngài đừng quá nổi giận, bọn họ vì quá mực trung thành với giã thú cung nên mới vậy thôi. Hửm, ưm, ừ, ừ, có lẽ là vậy đấy. Với cả lỗi lầm là do bọn ta gây ra mà. Lỗi lầm gì ở đây, cao thủ luyện công thì xảy ra chuyện đó cũng là điều bình thường thở thiếu thời ta cũng đã phá hủy hết mấy cái sân luyện võ hề hề đúng vậy đấy đó là chuyện có thể xảy ra mà khuôn mặt của các cung đồ dã thú cung nhân nhúng lại sao ông ta lại có thể tâm đầu ý hợp với một kẻ là người ngoài vừa mới biết nhau được vài ngày hơn là những cung đồ đã kề vai sát cánh cùng ông ta trong suốt mấy chục năm được chứ cỡ này thì có khác gì tên tiểu tử đó là con rơi của lão ta đâu nhi tử thì cũng không phải người nó còi cọc thế kia cơ mà nhìn mỗi cái mặt thôi là cũng đủ biết không cùng dòng máu rồi các cung đồ của dã thú cung và các môn đồ hoa sơn không ai bảo ai đồng loạt thở dài thế rồi ánh mắt bọn họ chạm nhau sau khi nhìn thấy vẻ đáng thương ẩn chứa trong ánh mắt của đối phương cả hai bên lại thở thêm một hơi dài thường thượt nữa ha 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 phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn thôi không cần đâu bây giờ thì không được hửm cung chủ dã thú cung nghiêng đầu sang một bên bây giờ không được á đúng thế ư ừ ưm được rồi nhưng ngươi phải cẩn thận đấy vì mặc lân huyết mãng là linh vật trong các linh vật đấy dù sao thì cũng là con tiểu xà tử mà thôi. Hay lắm, một đấng nam nhi phải nghĩ như vậy chứ. Đương nhiên rồi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Những người xung quanh đứng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ lại thở dài thêm lần nữa. o sao, rốt cuộc con đã làm gì thế? Là làm gì? Ta hỏi con đã dở trò gì mà lại xảy ra chuyện đó. À, vụ đó ấy hả? Thanh Minh đang men theo mật lâm đến thần đàm, nghe Bạch Thiên hỏi vậy, hắn ta cười khẩy. Ta đã gia tăng nội công của mình lên chút ít ấy mà nên nó có tăng lên được chút chút không nhiều đâu bạch thiên ngửa đầu lên nhìn bầu trời đang bị che khuất bởi bụi cây um tùm hầu như không thể thấy được gì hỡi miên thủy thiên tôn người làm ơn hãy làm gì đó đi nội công chứ có phải kẹo mạch nha cứ kéo là dài ra mà muốn tăng thì nó sẽ tăng chứ giờ ta phải ngạc nhiên vì chuyện tên tiểu từ đó chỉ cần muốn là nội công của nó đã gia tăng lên sao hay ta phải ngạc nhiên vì chuyện nó làm sập cả điện các để tăng được nội công đây làm ơn đi mà xin người đấy ừ thì nó không tăng lên được nhiều như những gì ta nghĩ. Nhưng có thể tăng nội công mà bảo toàn được tính mạng thì hơi quá rồi còn gì. Con người ta có thể chết trong lúc gia tăng nội công sao? Riêng lần này thì có chút nguy hiểm. Giờ ta không thể hiểu con nổi nữa. Mặc dù từ đầu cũng đã không hiểu gì sất rồi. Bạch Thiên thở dài rồi bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Thế nhưng Thanh Minh lại không bận tâm gì đến hắn ta, chỉ hướng thẳng đến thần đàm. Thật sự đã quá nguy hiểm. Độc lực và nguyên khí của Mỹ Nhân Lệ đã vượt quá những gì Thanh Minh tưởng tượng chỉ cần có chút sơ sẩy hoặc nguyên khí ít tinh thuần hơn thì chắc cơ thể thanh minh đã phải chết vì cơ thể bị nổ tung ra rồi nhưng thanh minh đã thành công trong việc thanh lọc và hấp thụ được nguyên khí của mỹ nhân lệ chật tạp khí khi đó quả thật quá nhiều lượng nội công đúng là khổng lồ đấy nhưng nguyên khí thoát ra từ đó còn chưa được một phần may ở chỗ vốn dĩ lượng nội công đó khổng lồ nên dù có thoát ra được có một phần đi nữa thì thanh minh cũng có thể tạo ra lượng nguyên khí tương đương với số nguyên khí mà hắn đã tích lũy từ trước đến nay nếu so với thời kỳ huy hoàng của mai hoa kiếm tôn thì vẫn vô cùng thiếu sót nhưng được chừng này thì chắc là thanh minh tạm thời sẽ không còn phải khổ sở vì nội công của bản thân nữa cho nên trước tiên thanh minh gạt phăng bụi cây um tùm sang hai bên cuối cùng thì thần đàm nơi chứa đầy nước trong vắt cũng hiện ra trước mắt họ một sinh vật nhỏ bé mà dám động đến ta ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả cho chuyện đó là gì thanh minh này dù trời có sập thì cũng phải nói cho đúng sự thật chứ là ngươi đã động đến nó cơ mà nó đã làm gì đâu Tuy có nhiều lời muốn nói, nhưng các môn đồ Hoa Sơn chỉ lặng yên thở dài. Ta đến đây, hay ra? Thanh Minh ngay lập tức rút kiếm ra rồi bay vút lên hướng đến chỗ thần đàm. Này, thanh kiếm đó đã bị gãy rồi còn gì? Không sao hết. Thanh Minh vẫy vẫy tay trên không trung rồi đáp xuống. Ra đây đi! Hắn ta hét bằng một tông giọng cực lớn và rồi một gợn sóng lăn tăn xuất hiện giữa hồ nước đang yên ả. À. Ngay lập tức, mặc lân huyết mãng để lộ cơ thể khổng lồ của mình lên trên mặt nước giữa lớp vẩy đen ngòm đôi mắt màu máu tựa như hai dấu chấm nhìn thanh minh một cách dữ tợn hôm nay ngươi tiêu rồi thanh minh nhổ nước bọt xuống đất nắm chặt lấy thanh kiếm rồi chạy trên mặt nước lao đến chỗ con mặc lân huyết mãng rung u mặc lân huyết mãng vừa gầm lên một tiếng kinh hoàng vừa bổ nhào tới thanh minh I-A-A-A, -a, -a -a -a, thanh minh và mặc lân huyết mãng rẽ nước lao vào nhau thủy thượng phi bây giờ tên tiểu từ đó còn có thể di chuyển trên mặt nước được kia đấy thủy thượng phi là loại khinh công đứng trên cả thảo thượng phi Đặc trưng của loại công pháp này chính là khả năng chạy trên mặt nước như chạy trên đất bằng và được xếp vào hàng một trong các loại khinh công đệ nhất thiên hạ. Nói đơn giản thì đây chỉ là một cách vận khí, nhưng trên thực tế để có thể đẩy bước đi như vậy cần một một nguồn nội công vô cùng thâm hậu. Chính vì vậy nếu không phải cao thủ tuyệt thế thì chẳng ai có thể thi triển loại khinh công này cả. Một thủy thượng phi như vậy đang được Thanh Minh thi triển hết sức tự nhiên. Các môn đồ Hoa Sơn nắm chặt nắm đấm trong tay. Liệu có thể không? Sắc mặt Bạch Thiên dần trở nên cứng đờ. Thanh Minh đã thất bại một lần trong việc tóm mặc lân huyết mãng. Nếu như kiếm cũng không có tác dụng gì, thì ngay cả kẻ đó có là Thanh Minh thì cũng rất khó nhà nấy. Dù sao thì cuộc chiến này cũng khác hoàn toàn cuộc chiến giữa những võ giả. Việc thắng bại trong một cuộc chiến giữa hai võ giả không chỉ phụ thuộc vào việc ai sử dụng kiếm mạnh hơn. Nếu như một kiếm tu sử dụng cường kiếm và một kiếm tu sử dụng khoái kiếm giao chiến, đương nhiên kẻ có cường kiếm sẽ có ưu thế. Tuy nhiên chuyện đó lại không quyết định đến thắng bại của trận đấu bởi vì kiếm tu sử dụng khoái kiếm bằng mọi giá sẽ nhắm đến sơ hở của kiếm tu sử dụng cường kiếm nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không giống như vậy vảy của mặc lân huyết mãng là thứ khiến cho mọi kiếm pháp trở nên vô nghĩa cho dù kiếm pháp được thi triển có hoa lệ và tốc độ nhường nào thì cũng chẳng có tác dụng gì cả vì vậy mà vấn đề cốt lõi ở đây chính là thanh kiếm của thanh minh liệu có thể xuyên thủng được lớp vảy của mặc lân huyết mãng hay không bản dịch được thực hiện bởi ah team đăng tải độc quyền tại vlognovl com Đón xem bản dịch sớm nhất tại vlognovel COM. Và tất cả sẽ được quyết định chỉ bằng một chiêu duy nhất, IAA. Thanh Minh đạp nước lao lên tấn công vào phần đầu của Mạc Lân Huyết Mãng. Và rồi, cảm ơn nhé, ta sẽ ăn thật ngon miệng. Mạc Lân Huyết Mãng mở to miệng như chào đón Thanh Minh. Cái con tiểu xà tử khốn nạn này. Đôi mắt Thanh Minh trở nên lạnh lẽo. Cái thứ sinh vật bé nhỏ như ngươi mà dám xem bổn tôn như một con mồi ư, phốc, đôi chân Thanh Minh đạp mạnh vào không khí. Thanh Minh lộn người trên không trung như một con chim ưng, một lần nữa cầm kiếm cắm vào phần đầu của Mạc Lân Huyết Mãng. "Quất a!" À, hắn bắt đầu truyền luồng nguyên khí thanh sắc vào thanh kiếm đã gãy mất một nửa của mình. Màu sắc của luồng chân khí ngày càng đậm hơn rồi chuyển hẳn sang tử sắc. "Kia, kia là tử sắc nguyên khí ư?" Nhưng các môn đồ Hoa Sơn cũng không có nhiều thời gian để kinh ngạc, bởi vì ngay sau đó, thanh kiếm của Thanh Minh đã xuyên thẳng vào đầu của Mạc Lân Huyết Mãng. "Qua a!" Cùng với âm thanh phát ra tựa như tiếng chuông, cổ của mặc lân huyết mãng thứ còn to hơn cả một cái chuông bị gập xuống dưới ô ô ô bạch thiên chớp mắt hình như hắn ta vừa nhìn thấy mắt của mặc lân huyết mãng lồi ra nhìn thanh minh thì phải điên mất thôi rắn mà cũng có cảm xúc nữa sao nhưng nếu đúng như những gì hắn nhìn thấy thì rõ ràng mặc lân huyết mãng vừa trưng ra biểu cảm hoang mang có tác dụng rồi đứng quan sát từ xa thế này khiến bọn họ không thể nắm chính xác tình hình tất cả những gì bạch thiên nhìn thấy lúc này là hình ảnh thanh minh lại vung kiếm lên một lần nữa a à, quá ớt áp căng gật, quang gật, cre si si si, si qua ơ, giữa trường hình như có trộn lẫn một âm thanh kỳ lạ thì phải. Bạch Thiên nghiêng đầu. Đương nhiên, trước đây hắn chưa từng được nghe âm thanh gào khóc của Mạc Lân huyết mãng. Vì vậy mà hắn không thể biết được liệu âm thanh kỳ lạ ban nãy có phải tiếng gào thét của Mạc Lân huyết mãng hay không. Có điều, có thể chắc chắn lần bắt rắn này rõ ràng là đã có chuyển biến. Thanh Minh đâm mạnh vào đầu Mạc Lân huyết mãng, ừ, Mạc Lân huyết mãng lắc mạnh đầu. Bây giờ tất cả mọi người đầu có thể nhìn thấy rằng Mạc lân huyết mãng đang đau đớn, xem nào, một tay thanh minh nắm chặt lấy vảy của mạc lân huyết mãng, á, à, đau, những chiếc vảy sắc nhọn đâm nhẹ vào tay thanh minh. thanh minh nghiến răng bắt đầu vận nguyên khí vào tay. đôi tay sau khi được cường hóa bằng nguyên khí, một tay nắm chặt lấy vảy của mạc lân huyết mãng, tay còn lại rút kiếm lên. như thế này vẫn chưa đủ để xuyên thủng sao? thanh minh tiếp tục dùng sức đâm kiếm xuống một lần nữa. ngay khoảnh khắc thanh kiếm chứa đầy tử sắc nguyên khí đâm vào đầu của mặc lân huyết mãng lõm vào rồi lại nhô ra. Âm thanh gào thét khác hẳn so với các âm thanh trước đó vang lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, các môn đồ Hoa Sơn nắm chặt nắm đấm hồi hộp chờ đợi. Có tác dụng rồi. Wow, chuyện này thực sự có thể sao? Tất nhiên, thanh kiếm của Thanh Minh vẫn chưa xuyên thủng vảy của Mạc Lân Huyết Mãng nhưng rõ ràng là đã gây ra thiệt hại nào đó. Mỗi lần thanh kiếm của Thanh Minh đâm xuống, Mạc Lân Huyết Mãng lại gào lên một cách đau đớn và liên tục vặn vẹo thân thể to lớn của nó. Bị đâm chết hay bị đánh chết thì kết quả cũng là chết mà thôi. Thân thể to lớn vốn là một mối uy hiếp đáng sợ của nó giờ đây lại trở thành điểm yếu chí mạng. Mạc Lân huyết mãng không có tay chân, vì vậy nó không có cách nào để có thể loại bỏ thanh minh đang bám chặt trên đầu lúc này. Grit. Grit. âm thanh mà Mạc Lân huyết mãng phát ra chỉ nghe thôi cũng khiến cho người khác phải dùng mình. Sau đó nó bắt đầu vặn mình mạnh mẽ sang hai bên. Cái con tiểu xa tử khốn kiếp này, đứng yên đi xem nào. Quang, Quang, thanh minh không quan tâm gì âm thanh thảm thiết đó, hắn tiếp tục đâm mạnh vào đầu Mạc Lân huyết mãng đầu của nó quá lớn nên chẳng cần ngắm nghía gì cả mà chỉ cần vung kiếm là có thể đánh chúng việc này đối với thanh minh không khác gì dễ như trở bàn tay vậy nếu như cứ lặp đi lặp lại như thế này thì cho dù là mặc lân huyết mãng thiên hạ đệ nhất cũng sẽ bị đánh bại mà thôi ngay lúc ấy ánh mắt của mặc lân huyết mãng phát ra một tia sáng màu đỏ rát ăn a à, mặc lân huyết mãng phát ra một âm thanh khủng khiếp sau đó nó bắt đầu lao rất nhanh về phía bờ hồ ể sau đó nó cắm đầu xuống dưới đất trong trạng thái thanh minh vẫn đang ở đó Raymond, hu, sự va chạm khủng khiếp khiến cho mặt đất lõm xuống một cái hố lớn. Bản dịch được thực hiện bởi AH Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVL. COM, đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVL. COM. Nhưng rồi, cho dù sắp gãy lưng đến nơi, Thanh Minh vẫn không chịu buông mặt Lân Huyết Mãng ra, chết tiệt. Ánh mắt của mặt Lân Huyết Mãng tiếp tục phát ra huyết quang. Dầm, rầm, 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 rầm. Nó liên tục đập mạnh đầu xuống mặt đất, mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy đất cát và cả cỏ bay tung tóe tứ phía này này các môn đồ hoa sơn vô thức nắm chặt kiếm trong tay cuộc chiến này thắng thua sẽ phụ thuộc vào việc bên nào sẽ chết trước nếu như thanh minh không thể một mình đối phó được với mặc lân huyết mãng bọn họ sẽ lao đến để cứu hắn ta hello anh em đang đọc mình là admin pet hoa sơn tái khởi novel các bạn có thể ủng hộ mình để ra thêm nhiều chấp hơn qua stk 2220 012 000 mb Bank. ngay lúc ấy Mạc Lân huyết mãng vẫn đang trong trạng thái mang theo thanh minh trên đầu bất thình lình xông đến một nơi. A, à, không được. Thảo dược nở hoa màu trắng. Tử mộc thảo. Mạc Lân huyết mãng đang hướng về nơi có tử mộc thảo. Với cái thân hình đó, chỉ một cú thôi, có lẽ đến một cọng tử mộc thảo cũng sẽ không còn. Chỗ đó không được. Không. Nghe thấy tiếng hét của Bạch Thiên, thanh minh giật mình phản ứng lại. Quất a. À, thanh minh nhảy lên phía trước, giang rộng hai tay giữ chặt lấy đầu của Mạc Lân huyết mãng. Cuối cùng hắn dồn toàn bộ sức lực và đôi chân cố gắng cầm cự sốt chân thanh minh trượt trên nền đất như một cái lưỡi cày hắn dùng sức cố gắng đẩy đẩy và tiếp tục đẩy cái đầu khổng lồ đó ra ư 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 thanh minh sử dụng nguyên khí đến mức giới hạn cuối cùng cũng đã chặn được mặc lân huyết mãng ngay phía trước tử mộc thảo chỉ đến đây thôi phải đến lúc này hắn mới buông cái đầu khổng lồ ra hắn lùi lại xoay người rồi đá thật mạnh một cái vào đầu của mặc lân huyết mãng ta đã bảo là không được rồi mà thứ xúc sinh sau cú đá của thanh minh phân nửa cơ thể mặc lân huyết mãng bị đá bay lên không trung rồi rơi xuống hồ ây cu thanh minh xoay xoay cánh tay toàn thân hắn nhức mỏi tuột độ trên người hắn lẫn lộn đầy đất cát và cả cỏ cây ngay đến hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bình thường ánh mắt của hắn cố định tại hồ nước nơi mặc lân huyết mãng vừa rơi xuống sùng sục sùng sục sùng sục hồ nước giống như được đun sôi liên tục xuất hiện các bóng nước cứ từ từ mà kết thúc thôi nào thanh minh chĩa kiếm về phía trước hồ nước sôi sùng sục mạnh mẽ hơn như hưởng ứng lời nói của hắn ngay sau đó dòng nước cuộn lên bắn tung tóe và mặc lân huyết mãng xuất hiện trở lại ơ ờ, thanh minh nghiêng đầu có cái gì đã thay đổi rồi thì phải cái gì nhỉ à thanh minh chớp mắt vảy của mặc lân huyết mãng đang dựng đứng lên toàn bộ thứ vảy cứng như cao thiết bảo vệ cơ thể một cách tuyệt đối bây giờ lại đang dựng lên để lộ các thớ thịt bên trong ư có vẻ như người đang tức giận lắm thì phải thanh minh cười khẩy đã bảo rồi muốn dẫn chơi cũng phải xem đối thủ là ai đã. Gru, như hiểu được những lời thanh minh nới, Mạc Lân huyết mãng ngẩng đầu lên rồi phát ra một âm thanh khủng khiếp. Đó là một âm thanh ai oán đến mức khiến cho tai của những người xung quanh phải đau đớn và run lên lẩy bẩy. Các môn đồ Hoa Sơn đứng đó phải dùng hai tay để bịt tai lại vì không thể chịu đựng được thứ âm thanh chói tai đó. Mạc Lân huyết mãnh phát ra từng luồng huyết quang rồi bắt đầu lao thẳng về phía Thanh Minh. Khác với việc chỉ nhô đầu lên tấn công chỗ này chỗ kia cho đến thời điểm này, Mạc Lân huyết mãnh giờ đây lướt nhẹ trên hồ nước như bay để lộ ra nửa cơ thể dài ngoằng trên mặt nước. Tất cả mọi người khi nhìn thấy kích thước khủng khiếp đó đều kinh hãi há hốc miệng. Kích thước lộ ra cực kỳ không tưởng, việc thanh minh chặn phía trước của nó chẳng khác nào con kiến đi đối phó với một con run khổng lồ cả. Được không đây? Với cơ thể và nguồn nội công này, xem nào, không thể biết được. Nhưng chẳng có lý do gì để không thử cả. Ánh mắt thanh minh dần trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy Mặc Lân huyết mãng lao về phía mình. Hắn đã vượt qua giới hạn của bản thân một lần nữa, nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ phải vượt qua giới hạn nhiều nhiều hơn nữa bất cứ sự phát triển nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu ngừng thử thách bản thân phần đầu lưỡi kiếm của thanh minh đã chuyển hẳn thành tử sắc kiếm cang và luồng nguyên khí đó ngày càng trở nên đậm hơn và bắt đầu biến đổi huyết sắc kiếm cang huyết sắc kiếm cang giống như màu của hoa mai nở rộ đang bao trùm lên lưỡi kiếm của thanh minh hắn quay lại nhìn mặc lân huyết mãnh rồi bắt đầu di chuyển thanh kiếm vù 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 thanh minh dồn sức mạnh vào bàn tay nắm chặt cán kiếm Hắn cố gắng truyền nguyên khí hùng hậu vào và thanh kiếm bắt đầu tỏa ra huyết sắc. Sức mạnh sẽ được áp chế bằng sức mạnh. nguồn nguyên khí khổng lồ từ đan điền ảo ra khiến toàn bộ cơ thể Thanh Minh run lên. Sau khi lan ra toàn bộ cơ thể, nó tập trung tại cánh tay và chuyển dần sang thanh kiếm. Thanh kiếm tưởng chừng đã nổ tung trong chốc lát kêu vang vô số tiếng kiếm minh. Ngay lúc đó, từ đầu lưỡi kiếm của Thanh Minh bắt đầu nở ra vô số các cánh hoa mai. Hoa mai nở rộ rồi tiếp tục nở rộ như ngưng động trên không trung, ISA đôi mắt thanh minh lóe lên một luồng lục quang khi mặc lân huyết mãng chỉ còn cách hắn ta một đoạn ia tất cả các cánh hoa mai đồng loạt tụ lại tại một chỗ lạc mai đoạn hà những cánh hoa mai tuy mềm mỏng nhưng nếu như được tập hợp với số lượng lớn thậm chí có thể chặn được dòng chảy của cả một dòng sông những cánh hoa mai mang nguyên khí khủng khiếp tụ lại rồi tiếp tục tụ lại sau đó được phóng ra như một cơn mưa sao băng wow. cùng với âm thanh khủng khiếp xé tai phát ra cơn mưa sao băng bắt đầu xâm nhập vào toàn bộ cơ thể của mặc lân huyết mãng vảy của mặc lân huyết mãng còn cứng hơn cả vạn niên hàn thiết đang được mài theo đúng nghĩa đen dưới tác động của kiếm thức lạc mai đoạn hà mặc dù đã thổi bay vảy của mặc lân huyết mãng luồng kiếm căng vẫn tiếp tục giữ khí thế đâm sâu vào cơ thể của nó rung u mặc lân huyết mãng ngẩng đầu lên há to miệng tiếng gào rú kinh hoàng của nó vang khắp thần đàm dẹt 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 cùng với âm thanh như một thứ đó sắp nổ tung phần lưng của mặc lân huyết huyết mãng bắt đầu nứt ra một dòng máu đỏ rực phun ra như thác nước từ một cái hốc to bằng cả đầu người R -r Guru Guru. Mạc Lân huyết mãng run rẩy cơ thể đen thùi lùi của nó rồi chậm chậm quay đầu. Bằng đôi mắt nhỏ xíu và đỏ rực, nó nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, vu, toàn thân Thanh Minh ướt đẫm mồ hôi đối diện với ánh nhìn nó. Không hoàn hảo cho lắm. Hắn đã không thể thi triển được như trong quá khứ, nhưng quan trọng là hắn vẫn còn có thể thi triển một cách vụng về. Phần còn lại, thời gian sẽ giúp hắn giải quyết tất cả. Hự, Thanh Minh ho khan vài lần, từ từ hạ thanh kiếm xuống rồi đứng thẳng lên. Mạc Lân huyết mãng đã khiến cho hắn khổ sở như vậy đấy. Và giờ đây nó đang phải vặn vẹo vì một lỗ thủng to bằng cả đầu người trên mạng sườn. Đương nhiên, một lỗ thủng với kích thước như vậy ở bên trên một cơ thể thế kia thì chẳng đáng là gì. Nhưng vết thương ấy không thể được phán đoán chỉ bằng kích thước của nó. Giờ đây, sự phá hoại của lạc mai đoạn hà đang khiến cho bên trong nội thể của nó hoàn toàn đảo lộn. Việc đó chẳng phải là bằng chứng cho việc cái đầu cứng ngắc đó đã bị lung lay rồi hay sao. Kết thúc thôi nào. Ngay lúc ấy, xoát, một cơn sóng nước đột ngột xuất hiện. Mạc Lân huyết mãng giấu mình trong nước như sắp ngã quỵ. Ngay sau đó, nó bơi với tốc độ đáng sợ chạy trốn xuống sâu dưới hồ nước. Ê, Thanh Minh chớp mắt. Chạy rồi á? À? Nếu là con người, à, võ giả thì chuyện này đúng là có phần hơi khó nghĩ. Nhưng đối với thú vật thì đúng là chẳng cần danh dự hay lòng tự tôn làm gì cả. Đứng trước đối thủ không thể đối phó, 36 kế chuồn là thượng sách. Nhưng Thanh Minh lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào hồ nước một cách mơ hồ. Thanh Minh à, tên tiểu tử này thắng rồi các môn đồ hoa sơn hò reo chạy lại phía thanh minh wow thiên địa hỡi con thực sự tóm được con rắn đó rồi giỏi quá giỏi quá kiếm pháp cuối cùng đệ sử dụng ơ ờ, chiêu kiệt đang nói bỗng nghiêng đầu thanh minh à thanh minh cúi đầu toàn thân run lên lẩy bẩy chiêu kiệt tiến lại gần xác nhận và hắn thực sự kinh ngạc trước vẻ mặt của thanh minh lúc này thanh minh đang run lên với khuôn mặt gần như đã mất đi lý trí mắt của hắn dựng ngược lên đầy phẫn nộ cái cái tiểu xa tử chơi đánh thánh vật này sao nhà ngươi dám bỏ chạy như thế trước mặt bổn tôn hả? Đôi mắt thanh minh bùng bùng lửa nộ, khiến ta thành ra cái bộ dạng này rồi bỏ chạy ư. Nhà ngươi học ở đâu ra cái kiểu khốn nạn vậy hả? Rắn kiểu gì mà không có chút luân thường đạo lý gì hết vậy? Rắn thì lấy đâu luân thường đạo lý kia chứ? Nó làm gì có tiền? Mà không có tiền thì cũng phải có nội đan chứ? Đưa nội đan để ở y y. Thanh minh bắt đầu chạy về phía hồ nước. Này, cái tên tiểu tử này. Ngăn nó lại ngay. Nhưng tất cả đã muộn màng thanh minh đã ở ngay phía trên mặt hồ nội dnnn